cậu đấy. Lên tới nữa à, Long giết nó. Có đây đấy nè, xin lấy dừa nói không, xin lại đi, thấy mà vẫn thấy nhanh. Có không? Trời ơi, lụm lụm nhặt lụm anh em ơi. Mọi người, đây là cái bằng nổi mọi người, nhanh với lòng má hái nè. Này chắc cũng chua như cái kia gì hả? Mình hái vài trái. Vài trái đủ ăn thôi. Đủ ăn thôi. Rồi đi ra ngoài kia ăn mọi người ơi. Đây cây nữa nè. Dân Bến Tre mà bỏ mấy này rồi thôi thua. Rồi rồi, tới công chuyện này. Rớt. Rớt. Giờ mình lụm nó nha anh em. Trong lúc đợi con câu này nó bơi vô nè. Siêu phẩm 2. Siêu phẩm 2 con luôn em. 2 con luôn. Con đó chạy vô lụm được anh Cường, lẹ anh Cường. Chạy vô lụm của nó đi, riết lên bờ nó chạy. Vào bờ, vào bờ. Hàng về, hàng về. Hàng về anh em ơi. Tiếp tục thôi anh em. Này nè. Này con bánh. Giờ lông vô bắn. Lâu lâu coi hướng ngang một con hay quá Lâu ơi. Gió quá.
quá nè mày. Trời ơi. Chưa trốn. Ném con trốn rồi nè. Trời ơi. Sát bên luôn. Giờ xuống này nè. Sao? Nấu y gan không? Không kịp thở luôn. Nhắm nhắm nha, có người nha. Xém xém không anh em. Có người đứng bển đấy nha. Ớn quá. Trời ơi. Hay quá anh em. Hai con luôn. Hai con này dạng. Ủa, ít nè anh em. Còn con ngoài kia nữa. Chạy nhóc. À. Đã kìa. Không, con này còn nhỏ. Giờ đợi đi, nó tắt vô bờ mới bắt được rồi. Lớn. Quá đã anh em ơi. Ủi anh em ơi. Cố còn Long với Nhân ngỡ con chim. Thank you.
Mới mày về anh em ơi. Dạ bắn cái đi. Ừ. Một cái canh ha. Ừ. Nướng đã quá anh em ơi. Rết. Anh em thấy hay không? Quá đỉnh. Chết rồi anh em. Rớt rồi nè. Anh em thấy không? Bỏ thêm viên đó. Anh ít. Thôi giờ mình lụm nó anh em ơi. Mời mọi người nha. Đùi vậy. Ủa chắc chân đâu? Cái chân đâu, cái chân đó. Nha nha nha. Lấy lên lấy chân đó. Giờ muốn mình lọc cái cô ra này em. Mình lọc như này dễ ăn chứ gì đâu. Bấm cái này nè. Bấm cái này nè. Lọc như này nè. Lọc từ cái chỗ lọc như này nè. Ra hết luôn. Ghê vậy hả? Ngon quá em ơi. Nguyên cái ức nè. Quá đã. Vô. Mở các bạn nha, vô cái ức con cù hí vô lòng nè. Quá đã anh em. Ngon. Béo. Ngon quá. Quá đã luôn. Em ăn cu ní luôn nè anh em. Đúng là cu ní lu dễ ăn thiệt nè. Quá ngon. Cu ní. Cu ní hả? Ừ. Ai biết không? Em nghe nói gì không về ní lu gì không? Đó. Cu ní. Trắng thì miếng mì nữa nè. Vô cho tới nạt luôn. Quá ngon. Ngon quá. Ngon quá em ơi. Cái bụng mà thì từ trưa giờ
có ăn uống gì đâu. Giờ này anh em mình ăn xong mình về nha. Để anh em biết sao nha. Anh em thấy hay thì cho mình một lượt đăng ký với một lượt like nha anh em. Mình chân thành cảm ơn. Bye anh em nha. Bye mọi người. Xé mình tách hai bên đùi nha anh em. Tách rồi nha. Đó. Đã chưa? Cái tay xong anh em nắm ngay cái bầu diều đó nè anh em. Ngay cục này nè. Mình tách ra. À, nóng quá, nóng quá, nóng quá. Đây. Lật ra. Thế là ức chiên bên, ruột phèo chiên bên anh em. Đây giờ mời anh em miếng ớt nha. Mình tách miếng ớt ra mời anh em nha anh em. Đây, chấm muối nè. Mời anh em nha. Mời anh em. Rồi vô. Quá đã rồi anh em ơi. Thịt của tiểu khỏi phải bàn à. Mời anh em miếng nữa nha. Quá đã anh em ơi. Thôi hẹn anh em ở những clip sau nha. Bye anh em.